Tranh thủ khi con chưa rụng râu, mẹ đầu tư gấp cho con cái này may ra còn vớt phát được mấy cm chiều cao, chứ râu đã rụng thì có nhiều tiền cũng chịu mẹ nó ơi. Khi râu đã rụng được một năm là hormone tăng trưởng đóng lại rồi mẹ ạ, nên không thể cao thêm được tí nào đâu. Giai đoạn vàng đầu tiên là lúc mang thai, để con cao hơn những đứa trẻ khác 5cm ngay trong bụng mẹ thì mẹ nên dùng cái này nha. Thời điểm vàng thứ hai là con từ 1 đến 2 tuổi nên uống cái này nha. Thời điểm vàng cuối cùng là trước thời kỳ rụng râu một năm mà mẹ cho con dùng cái này sẽ thúc đẩy con cao vượt trội. Đây là canxi duy nhất trên thị trường có đủ hàm lượng Menaquy 7, hay còn gọi là vitamin K2 chính hãng của Natto Pharma của Na Uy. Hàm lượng khuyên dùng là 360 microgram mỗi ngày để hấp thu tối đa canxi vào xương. Ngoài ra đây là canxi hữu cơ không lắng đọng nên không có tình trạng táo bón hay sỏi thận do canxi đâu nha mẹ nó ơi. Đây là con gái mình năm nay 11 tuổi mình mới biết đến sản phẩm này, nhưng may là con mình chưa rụng râu nên cố vớt phát một chút. Con uống thấy ngon và rất thích uống. Loại này dùng được cho tất cả mọi người có nhu cầu về canxi như mẹ bầu, trẻ em, người trưởng thành và người già. Điểm đặc biệt của sản phẩm này là tất cả trong một, đầy đủ D3, arginine, magie, đặc biệt là K2 chính hãng của Natto Pharma Na Uy, cao gấp 5 đến 10 lần các sản phẩm khác nên có tác dụng vượt trội. Mẹ muốn mua thì ấn vào link trong bình luận để tải app The Jopimo về tự mua nha.